Thưa quý vị, sau 2 năm liên tiếp 2021-2022, tỷ lệ phát triển đảng viên mới hàng năm không đạt so với mục tiêu của Nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành kết luận số 366 với các giải pháp vừa cấp bách kịp thời, vừa mang tính chiến lược, làm cơ sở để đảng bộ các quận huyện đã triển khai công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Đến nay, công tác này đã có được những bước chuyển biến tích cực. Hôm nay là ngày vui của chi bộ Phước Lý, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, khi có thêm một quần chúng đảng viên nhiệt tình, năng nổ trong công tác, gia nhập vào hàng ngũ của đảng. Đây là minh chứng cho nỗ lực của chi bộ khi đã vượt qua được những khó khăn trong tìm kiếm nguồn phát triển đảng tại khu dân cư, tổ dân phố. Tôi tập trung vào những con người nhiệt tình làm công tác xã hội. Đội ngũ đó là gì? Như là làm bên mặt trận, rồi hội phụ nữ, đoàn thanh niên, rồi cựu chiến binh và đặc biệt là các ban điều hành các tổ dân phố. Trên cơ sở kết luận 366 của Thành ủy Đà Nẵng năm 2023, quận Liên Chiểu đã đánh giá toàn diện về những khó khăn trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới và đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là chú trọng ra soát phát triển đảng viên theo từng nhóm đối tượng, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu, lộ trình với phương châm nắm chắc nguồn, dễ làm trước, khó làm sau, phát triển bảo đảm chất lượng và số lượng. Nhờ đó, trong năm 2023, quận ủy Liên Chiểu đã kết nạp được 159 đảng viên mới. Quan trọng là cái sự tác động của đồng chí bí thư và giao trách nhiệm cho đảng viên trong chi bộ phải cần có cái sự tiếp cận thường xuyên đối với những quần chúng để vừa tạo điều kiện giúp đỡ vừa cài đặt đối với quần chúng. Có nguồn tại đó, nhưng mà cái việc tạo nguồn vì sao không thực hiện được hoặc là thực hiện khó khăn vướng mắc vấn đề gì? Thì trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng trong cái việc xây dựng tổ chức đảng và xây dựng hệ thống chính trị phải được triển khai thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt. Trong năm 2023, Đà Nẵng kết nạp được 1.844 đảng viên. Thời gian tới, Thành ủy Đà Nẵng sẽ triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động, vận động quần chúng, bảo đảm sức hấp dẫn để tập hợp các đoàn viên, hội viên tham gia, tạo điều kiện thuận lợi nhất, phát hiện nhân tố tích cực, tạo nguồn cho phát triển đảng ở khu dân cư.